Voila, chào mừng các bạn đến với chương trình du lịch bốn phương. Hôm nay chúng ta lại lang thang cùng với Apollo và Jimmy. Bonjour. Làm ơn nói tiếng Việt. Lớp mà tao rớt cái điện thoại, ông già này. Trời ơi, rớt tôi quánh chó nhà ông nhận không ra luôn á. Rất xin lỗi bạn Jimmy. Đường lối này nè. Hôm nay điểm đầu tiên của chúng ta là đây là cái gì? Gọi là cái gì? Ochi. No. Carousel de VD. Carousel de VD. Và địa điểm tiếp theo của chúng ta hôm nay là Ochi. Ochi, nơi nổi tiếng về lâu đài. Hãy chú ý đón xem. Ủa quên nãy giờ. Quên quay mặt mình. À, la la la. Thế bên đây mình đẹp không? Không. Bên đây mình đẹp hơn Apollo nhiều. Thôi đi. Chuẩn bị mà coi người ta đi lâu đài nè.